Chào bạn ơi. Vậy thì có những bạn mình tại sao hôm nay mình chia sẻ cái chủ đề này? Chủ đề mình mong muốn là chúng ta phải có thói quen xây dựng mối quan hệ kết nối để mọi việc chúng ta phát triển mỗi ngày. Tại sao mình đưa ra cái chủ đề này? Mình thì là người làm kinh doanh mà. Suốt cuộc đời mình làm kinh doanh cho tới giờ này rồi. Gần đây thì mình đứng những cái chương trình mình chia sẻ cho các bạn làm kinh doanh đó, thì mình phát hiện những bạn ra làm kinh doanh rồi, họ là dân chuyên môn á, cái khả năng ăn nói của họ nó tệ không thể tưởng được. Mang giám đốc của một cái doanh nghiệp mà như thế nào ạ? Dân chuyên môn đứng lên ăn nói phát biểu rồi cũng không có được, câu cứu rồi nó không có ra, hỏi một câu hỏi nó không ra câu hỏi. Thì các bạn thấy làm chủ một cái doanh nghiệp giám đốc như vậy thì làm sao mà chúng ta phát triển được? Nó là một trong những kỹ năng mà chúng ta phải kết nối và chúng ta liên tục phát triển với khách hàng, nó rất là quan trọng. Nó bắt nguồn từ cái kỹ năng ăn nói của các bạn. Vậy ai là người cần những cái năng này? Những người làm kinh doanh bắt buộc chúng ta phải đi kết nối rất là nhiều. Những người làm quản lý, hoặc là bạn muốn cuộc sống bạn có chất lượng, bạn không cần làm những việc đó, bạn muốn cuộc sống bạn chất lượng là bạn phải liên tục kết nối. Nhưng mà cái này là một cái nỗi buồn buồn là cái kỹ năng này á, nhiều người bị vướng quá. Các bạn thôi, sợ sợ nói chuyện trước đám đông, sợ đứng lên phát biểu, sợ đưa ra chính kiến, nhiều quá. Vậy thì làm sao mà bạn điều hành một cái doanh nghiệp, bạn học hành, bạn truyền tải cái năng lượng của bạn, rồi làm sao mà bạn bán hàng được, bạn truyền tải cái năng lượng, những cái điều hay tuyệt vời đến cho khách hàng được? Nên là các bạn nào mà dân chuyên môn, dân làm kinh doanh, hoặc là các bạn chưa có khả năng nói, thì các bạn hãy lưu ý cái bài chia sẻ này. Nghĩa là chúng ta cần phải có kỹ năng giao tiếp, chúng ta cần phải có cái khoa nói, tất cả cái điều đó nó luyện hết, không có phải số mạng gì hết. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Người khác làm được thì ta làm được, luyện thôi. Và có khả năng nói chuyện được đa đông. Để làm được tốt cái điều này, các bạn nên nhớ như này: cứ mỗi người mà bạn gặp trong cuộc đời này, ok chưa, là họ đang biết một cái gì đó mà bạn chưa biết. Nên là chúng ta hãy cố gắng tạo ra cái khả năng năng động kết nối được. Thứ nhất là các bạn phải năng nổ, đừng cứ ngồi trong cái lớp học đó, ngồi yên chỗ đó. Mình yêu cầu đổi chỗ cũng cũng không đổi chỗ. Sẵn sàng năng nổ, tháo vát, làm nhiều việc, tập đi, cái gì cũng phải luyện. Bạn ra làm là kinh doanh được thì chắc chắn bạn luyện cái việc này là được tích cực, luôn suy nghĩ tích cực, luôn tư duy tích cực, nhìn góc độ tích cực, luôn sẵn sàng kết nối với người khác, vui vẻ và chân tình. Lúc nào cũng gì vui tươi, đừng có lúc nào mà cũng câu có, cũng khó chịu, gặp nhân viên cũng cứ khó chịu, luôn luôn đối xử chân tình, hiền lành, nhẹ nhàng, nó không có gì hết. Luôn đúng giờ, rồi cái người Việt của chúng ta, các bạn không có đúng giờ, cái này là nó cũng không có tốt, nó ảnh hưởng đến cái công việc của bạn nói, mà nó ảnh hưởng đến cái công việc của người khác nữa. Các bạn nhận ra điều này nè, giờ chúng ta phải có cái thói quen đúng giờ, ráng cố gắng đúng giờ. Tiếp theo đó là nụ cười luôn trên môi, gặp ai là cười trước chứ không phải gặp ai nhìn nhìn dò xét trước. Ok chưa? Mình đi gặp ai cũng vậy, cái điều đầu tiên là gặp là mình cười trước, ok chưa, nở cái nụ cười. Các bạn thấy nở nụ cười nó rất là tuyệt vời. Trước khi bạn ra khỏi nhà là bạn đứng, bạn soi cái mặt trên gương, bạn nên cười ở trong gương trước để cho mặt chúng ta nó thú vị ra. Và bạn cũng phải cảm nghiệm ra rằng một cái điều này là cái điều mà cảm nghiệm, mà kinh nghiệm của mình ra thấy rằng là sau khi bạn gặp một ai á, về bạn phải tự nghiệm ra rằng cái cuộc gặp này nó có làm cho bạn học được nhiều điều, nó làm cho bạn tốt hơn không ạ? Và nếu mà nó tốt hơn như vậy thì bạn lại tại sao lại lại lâu nay bạn lại lại không năng nổ đi kết nối với người người khác à? Phải luôn biết cảm ơn và luôn biết ơn những người chúng ta đã gặp, họ đã cho chúng ta kiến thức gì. Chính cái tính cách đó nó sẽ làm cho bạn phát triển mỗi mỗi ngày, và bạn làm cho người khác trân trọng bạn, luôn cảm ơn và biết ơn những người đã chia sẻ cho chúng ta, những người đã dành cái thời gian đó nói chuyện với chúng ta, đã dành thời gian đó kết nối với chúng ta. Các bạn hiểu không ạ? Chúng ta phải luôn cam kết, nói chuyện rồi hứa làm gì rồi thì phải cam kết làm, lên tiến độ làm chứ không phải nói chuyện cho nó xong. Phải biết lắng nghe, cái kỹ năng lắng nghe là kỹ năng ok, lắng nghe sâu để hiểu được người ta đang nói gì. Và khi các bạn nói lại được thì bạn đang chạm được cái những gì người người ta đã chia sẻ đó, thì người ta quý bạn hơn, luôn quan tâm một cách rất là chân chân tình.
nhân viên cũng vậy, cũng phải quan tâm họ. Các bạn thấy không? Bạn quan tâm đến ai thì người đó tự nhiên họ 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 quý đến bạn à. Đó, cái này là một số những kỹ năng mình chia sẻ thôi. Để các bạn luyện mỗi ngày thôi, không ai cứ bập mà tự nhiên nghe bài này ra làm được, mà mỗi ngày bạn làm một chút, mỗi ngày bạn làm một chút, mỗi ngày bạn làm một chút thì tự nhiên các bạn nó tốt ra. Nó tốt ra thì các bạn giao tiếp tốt ra, bạn bán hàng sẽ tốt hơn, bạn sẽ quản lý nhân viên nó tuyệt vời, vời hơn, và bạn thấy cuộc sống bạn nó có ý nghĩa hơn. Các bạn nói là tại sao chúng ta không có gì à? Không luyện những cái điều đó mỗi ngày thôi. Không cần phải nôn nóng, không cần phải nhanh, đâu cần phải có trình độ đại học mới làm được cái này. Các bạn nhận ra điều này chưa? Bất kỳ ai cũng làm được cái này hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.